Chuyến xe thứ 8 chiều nay đã lên đường vào tỉnh Bình Dương với 700 suất quà nhu yếu phẩm, 3,7 tấn gạo, 1.000 suất vitamin. Trong đó, khối dân vận, mặt trận, hội đoàn thể và bà con nhân dân huyện Sơn Tịnh hỗ trợ 300 suất. Trước đó, trong sáng nay, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Diên Hồng, với sự hỗ trợ của các bạn trẻ câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Tương Lai Xanh, cán bộ, công chức, viên chức khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tiếp nhận, đóng gói hơn 400 suất quà nhu yếu phẩm, 3,7 tấn gạo, 1.000 suất vitamin cho chuyến xe thứ 8 gửi hỗ trợ đồng bào tỉnh Bình Dương. Từ ngày 20 tháng 7 đến nay, đã hơn nửa tháng, khối dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã vận động và tập hợp hơn 150 tấn hàng hóa được đóng gói cẩn thận. Những món quà từ cán bộ, công chức, tiểu thương, nông dân đến phụ nữ, thanh thiếu nhi, mỗi người một tay, góp ít thành nhiều, từ gạo, thực phẩm tự chế biến, đến hàng công nghệ phẩm. Tất cả những gì người dân có đều sẵn sàng chuyển vào đồng bào miền Nam ruột thịt. Hơn nửa tháng qua, đã có 8 chuyến xe nghĩa tình với hơn 8.000 phần quà lần lượt vào Nam. Đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tỏa đi các tỉnh thành cũng đang oằn mình vì bão dịch như Đồng Nai, Bình Dương. Những đóng góp của các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm gửi đến miền Nam với mong muốn chia sẻ những khó khăn của người dân miền Nam, mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch.